Chắc hẳn đa phần mọi người đều biết rằng nước đóng một vai trò cực kỳ quan trọng với sự sống. Vì vậy, việc bổ sung nước đúng cách sẽ giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, uống nước thế nào cho đúng và những sai lầm thường gặp khi uống nước không tốt cho sức khỏe, khiến cho da bị xấu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Chào mọi người, dành cho những bạn lần đầu tiên đến với kênh. Xin giới thiệu, mình là bác sĩ Mão Phượng, bác sĩ da liễu. Trước khi bắt đầu vào video ngày hôm nay thì mời các bạn hãy like fanpage bác sĩ Mão Phượng và đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Mão Phượng để nhận thêm nhiều kiến thức chăm sóc sức khỏe và chăm sóc da của mình được tốt hơn. Các bạn đang uống nước thế nào? Uống nước ngọt thành nước lọc hay là uống nước đá trong tủ lạnh khi vừa từ ngoài nắng về? Hoặc cũng có thể là cầm cốc nước tu ừng ực một hơi thôi. Liệu rằng chúng ta bổ sung như vậy có đúng không nhỉ? Hãy cùng xem 5 điều bác sĩ chia sẻ để giúp bạn uống nước đúng cách, tốt cho cơ thể của chúng ta nhé. Đầu tiên là bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể. Bổ sung thiếu thì cơ thể sẽ bị thiếu nước, còn bổ sung quá nhiều sẽ tăng gánh nặng cho tim và các cơ quan trong cơ thể, sẽ phải làm việc quá sức. Một công thức rất đơn giản để các bạn có thể tính được đó chính là 40ml nước trên 1kg cân nặng cho một người có sức khỏe bình thường. Ví dụ như bạn là một người trưởng thành khoảng 50 cân, không mắc các bệnh huyết áp hoặc là thận thì bạn có thể bổ sung 2 lít nước trên ngày. Và 2 lít nước này sẽ bao gồm nước lọc và nước có trong các thực phẩm như là rau củ quả, canh mà chúng ta uống hàng ngày. Do đó mà các bạn hãy uống thêm 1,5 đến 1,8 lít nước lọc hàng ngày là được nha. Còn với những bạn mà hoạt động thể dục thể thao nhiều hoặc ở trong môi trường làm việc nóng các bạn đổ rất là nhiều mồ hôi thì các bạn cần phải bổ sung thêm nước điện giải ngoài nước lọc. Các bạn để ý là mồ hôi của chúng ta có vị rất là mặn. Khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi thì lượng muối natri trong cơ thể cũng sẽ bị mất đi và khi đó cơ thể của chúng ta sẽ mất cân bằng điện giải, làm cho các bạn sẽ có những cái biểu hiện như là mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh hơn. Nên những bạn nào mà vận động ra nhiều mồ hôi hoặc là những trường hợp mà chúng ta bị tiêu chảy sốt cao thì cần phải bổ sung thêm nước điện giải cho cơ thể. Một sản phẩm bù điện giải rất là thông dụng và rẻ chính là Ozeron. Tuy nhiên các bạn cần phải pha đúng tỷ lệ hướng dẫn trên bao bì thì mới có hiệu quả, nếu không thì rất là nguy hiểm nha. Thứ hai chính là uống nước từ từ. Một điều tưởng chừng rất đơn giản mọi người thường làm mỗi ngày nhưng có không ít bạn mắc sai lầm khi uống nước. Cầm cốc nước lên tu một hơi hết luôn. Có bạn nào đang uống kiểu này không? Việc uống nước một hơi như vậy, khi nước được uống và đi qua dạ dày sẽ trôi tuột qua ruột xuống bàng quang và đi ra ngoài luôn. Và lượng nước đó cơ thể của chúng ta chưa kịp hấp thu hết, chỉ hấp thụ được một lượng rất là nhỏ thôi. Và cơ thể của chúng ta vẫn sẽ bị thiếu nước. Cách uống này chỉ tạo cảm giác sảng khoái lúc các bạn khát chứ không hề tốt cho cơ thể. Các bạn nên uống từng ngụm nhỏ thôi nhé. Thứ ba, đừng chờ khát mới uống nước. Đây là điều mà cực kỳ nhiều bạn mắc phải. Chờ khi có cảm giác khát rồi mới bắt đầu đi rót nước uống. Khi có cảm giác khát này thì các tế bào và các cơ quan trong cơ thể của chúng ta đã thiếu nước rồi. Các bạn hãy uống nước trước khi có cảm giác khát. Như vậy thì sẽ tốt cho cơ thể của chúng ta hơn. Cách mà bác sĩ thường làm các bạn cũng có thể áp dụng là hãy mang theo mình một bình nước hoặc là các bạn để một cốc nước ở bên cạnh bàn làm việc. Cứ khoảng 15 phút thì các bạn lại uống 1-2 ngụm. Như vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ hấp thu từ từ và giải đều trong ngày, sẽ không gặp phải tình trạng thiếu nước nữa. Thứ tư là đừng uống nước quá lạnh. Đặc biệt là vào mùa hè, thời tiết nóng nực, đi từ ngoài vào nhà làm ngay một cốc nước lạnh từ tủ lạnh mang ra thì rất là sảng khoái, uống cực đã phải không nào? Tuy nhiên, nước quá lạnh sẽ khiến cho co mạch máu ở dạ dày, ruột, gây rối loạn hệ tiêu hóa, làm cho các bạn gặp phải tình trạng là khó tiêu, đầy bụng. Và một điều nữa là nhiệt độ cơ thể của chúng ta cao khoảng 37 độ mà nước thì lạnh chỉ khoảng 3 đến 5 độ C, có một cái sự chênh lệch nhiệt độ rất là lớn. Nên khi các bạn uống nước thì nước lạnh đi qua vào họng sẽ kích thích mạnh các niêm mạc vòng họng và kích thích đột ngột dây thần kinh cảm giác. Các bạn sẽ có cảm giác là hơi buốt và đau nhức đầu. Điều thứ năm là cách uống nước đẹp da. Có nhiều bạn lầm tưởng rằng cứ uống đủ nước thì da sẽ không bị khô. Điều này còn thiếu các bạn nha.
Ngoài uống nước thì chúng ta cần kết hợp thêm các sản phẩm bôi như là serum, kem dưỡng để giữ ẩm cho bề mặt da. Khi da của chúng ta đủ ẩm rồi thì bề mặt da cũng sẽ căng mướt và mịn màng hơn. Các bạn đừng nên uống nước ngọt đóng chai hay là trà sữa bởi vì các loại nước này chứa rất là nhiều đường. Nó không chỉ làm chúng ta dễ tăng cân đâu mà còn làm da của chúng ta tăng tiết dầu nhờn dễ nổi mụn trứng cá. Và đường khi vào cơ thể sẽ xảy ra quá trình glycation, đường sẽ liên kết với protein như là collagen, elastin khiến cho chúng bị bất hoạt, làm da của chúng ta sẽ lão hóa nhanh hơn và chảy xệ. Thay vì uống nước ngọt thì các bạn hãy bổ sung nước ép từ trái cây như là táo, ổi, cam, vừa nhiều vitamin khoáng chất mà vừa giàu chất chống oxy hóa, giúp các bạn trẻ lâu hơn. Đặc biệt là những loại rau quả mọng chứa nhiều nước, còn gọi là watery foods như là cà chua, dưa chuột, dưa hấu sẽ rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn bổ sung nước đúng cách để cơ thể của chúng ta khỏe mạnh và có một làn da đẹp hơn. Đừng quên là đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video bổ ích từ bác sĩ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.